Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, ngày mai, ngày 12 tháng 10, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức 2 chuyến bay đón khoảng 400 người dân Đà Nẵng có nguyện vọng trở về nhà. Trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch phương án cụ thể để đón người dân trở về, vừa đảm bảo đúng đối tượng, vừa tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Công dân có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, có nguyện vọng trở về Đà Nẵng trong đợt này, gồm phụ nữ mang thai và chồng con đi cùng. Người đi chữa bệnh đã có giấy xuất viện trong 6 tháng gần đây. Thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 về lo tổ chức tang lễ. Người già từ 70 tuổi trở lên, nhóm đối tượng lao động tự do đặc biệt khó khăn và nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, y bác sĩ. Thành phố đã thông báo rõ các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch, để người dân tuân thủ thực hiện khi về đến Đà Nẵng. Theo chủ trương của Bộ Y tế cũng như là của ngành y tế cũng như là của thành phố Đà Nẵng, những người mà tiêm đủ 2 mũi thì chúng ta thực hiện khi về địa phương tổ chức cách ly tại nhà, theo dõi y tế tại nhà và thực hiện các xét nghiệm là ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Đối với những người mà đã tiêm mũi thứ nhất và chưa tiêm thì chúng ta thực hiện cách ly tập trung và chúng ta thực hiện xét nghiệm 3 lần, ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Đợt này nó khác cái đợt tháng 7 ở cái điểm ấy, là lúc đó do cái tình hình phức tạp, diễn biến phức tạp cho nên thành phố hỗ trợ cho công dân toàn bộ ăn ở chi phí ở những cái điểm cách ly miễn phí. Đợt này thì do cái tình hình khó khăn chung của thành phố vừa qua thì chúng ta chia sẻ vấn đề tự túc về chỗ ăn và thanh toán tiền ở cái khu cách ly theo quy định. Để giữ vững thành quả phòng chống dịch, mỗi công dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh trở về trong đợt này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Về khu cách ly thì chúng ta phải tập trung thực hiện nghiêm túc cái 5K cũng như cái thời gian thực hiện cách ly, cái giãn cách trong khu cách ly và tuân thủ cái quy định của ngành y tế để chúng ta không tạo ra cái sự lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng như đảm bảo sức khỏe và sớm nhất là trở về với gia đình. Còn đối với những người được cách ly tại nhà thì tuân thủ theo quy định của ngành y tế địa phương và hướng dẫn của trạm y tế phường xã, chúng ta thực hiện cũng 5K cộng với cái ý thức tinh thần trách nhiệm là ở tại nhà không được giao lưu tiếp cận bên ngoài để đảm bảo công tác phòng chống cho thành phố tốt nhất. Theo kế hoạch, vào sáng mai ngày 12 tháng 10, người lao động, người dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh được đón về theo 2 chuyến bay. Cụ thể, chuyến bay số hiệu VN9128 khởi hành vào lúc 10 giờ và chuyến bay VN9126 khởi hành vào lúc 11 giờ. Đây là đợt thứ 2, thành phố Đà Nẵng tổ chức các chuyến bay miễn phí đón công dân Đà Nẵng trở về nhà, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.